Còn nhớ ở sự kiện VBA Draft 2020, nụ cười của huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh luôn nở trên môi khi Đà Nẵng Dragons đã là người chiến thắng với những lượt draft ưng ý. Nhưng cuối cùng, gió lại bất ngờ đổi chiều sau khi hai cầu thủ Đỗ Xuân Nam và Tăng Minh Trí tuyên bố không tham dự VBA 2020. Trong đó, nếu Đỗ Xuân Nam có lý do để ở lại với gia đình nhỏ và chờ đón đứa con đầu lòng, thì Tăng Minh Trí lại khó nói thành lời nguyên nhân chia tay giải đấu. Chàng cầu thủ sinh năm 1991 chắc chắn không mắc phải câu chuyện cơm áo gạo tiền mà bỏ nghiệp bóng rổ, bởi người ta vẫn thấy hình bóng của Minh Trí tung hoành tại một giải đấu ở thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, dù nhiều năm thi đấu ở cấp độ VBA, nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, Tăng Minh Trí lại tương đối ít tham gia các giải đấu chính quy tại đây. Vì thế, cựu cầu thủ của Cần Thơ Catfish quyết định tham gia giải bóng rổ hạng A thành phố Hồ Chí Minh dưới màu áo quận nhà là Your Life A, quận 1, và giúp cho đội bóng này giành được vị trí quán quân của giải đấu. Quyết định tạm gác lại đam mê ở VBA. Nhưng có thể thấy, chàng tiền đạo này vẫn tìm được niềm vui với trái bóng cam ở một giải đấu phong trào như thế này. Tôi thấy là đầu tiên giống nhau đi ha, là đó là cái sự tinh thần thi đấu của vận động viên, thì dù ở bất cứ cầu nào họ cũng làm lúc nào họ cũng rất là nhiệt huyết và hết mình với trái bóng. Còn sự khác nhau thì anh thấy là nó có sự chênh lệch về quy mô tổ chức rồi các sự kiện đi kèm. Còn để giữ thể lực thì anh vẫn phải tự đi, anh vẫn tập bên đội tuyển và đi tập thể lực, đi tập gym đều đặn. Hôm nay mọi người thi đấu như các trận đấu trước lúc nào cũng là đồng đội, đấu hết mình, mọi người không có nhằn nhau những quả bóng hư. Rồi nói chung là các bạn thi đấu rất là tốt, rất là nhiệt. Sau giải đấu hạng A, đội bóng của Tăng Minh Trí sẽ được thăng hạng lên giải đội mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9. Tuy nhiên trước đó, Trí sẽ tập luyện và tham dự giải vô địch quốc gia cùng đội tuyển bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh với nhiều thông tin là sẽ tổ chức vào đầu tháng 9. Nhưng dù cho bước đường sự nghiệp bóng rổ của Tăng Minh Trí có ở đâu, thì chàng cầu thủ này vẫn luôn nhận được sự ủng hộ và tình cảm của gia đình cùng nửa kia đã theo chân anh từ khoảng thời gian ở Cần Thơ.